Đường huyết là gì? Vợ Sơn xin chào bà con. Đường huyết là lượng đường trong máu. Chúng ta hiểu đơn giản đó là nguồn năng lượng chính để nuôi dưỡng cơ thể của chúng ta. Có hai loại đơn vị để chúng ta đo lường đường huyết, đó là millimol trên lít và miligam trên decilit. Thì hai cái đơn vị này chúng ta sẽ tìm hiểu thêm ở một số video Hoàng Sơn chia sẻ về các thiết bị y tế, bà con mình có thể xem thêm ha. Và chúng ta phải giữ đường huyết ở mức ổn định cho cơ thể của chúng ta bằng cách là ăn uống có kế hoạch, tập thể dục, hoặc là chúng ta sử dụng thuốc nếu mà trường hợp chúng ta bị bệnh tiểu đường, tại vì cái mức đường của chúng ta nó sẽ cao thường xuyên. Chúng ta phải giữ cái mức đường ổn định và thường xuyên theo dõi, tại vì cái đường huyết này nếu mà nó bị hạ đường huyết thì nó cũng rất là nguy hiểm, làm cho chúng ta mệt mỏi và các trường hợp nặng á, chúng ta có thể hôn mê, có thể nguy hiểm đến tính mạng. Còn trường hợp tăng đường huyết ở mức độ thấp và lâu dài thì có thể ảnh hưởng đến một số chức năng về tim, thận, hoặc là về não bộ và máu của chúng ta, và rất là nhiều trường hợp khác nó sẽ ảnh hưởng biến chứng về như mắt và một số trường hợp khác nữa. Chính vì vậy chúng ta phải xem mức đường huyết của mình như thế nào để chúng ta giữ nó trong cái khoảng ổn định cho phép. Và đặc biệt đối với bà con mình mà đã bị bệnh tiểu đường rồi thì chúng ta phải theo dõi thường xuyên, có thể đến các cơ sở y tế để chúng ta theo dõi, hoặc là hiện giờ thì rất là đơn giản, chúng ta có thể mua thiết bị để có thể đo, tự đo tại nhà cũng khá đơn giản. Bà con mình có thể xem thêm các video về các biến chứng và một số cái cách sử dụng thiết bị y tế cũng như khắc phục một số lỗi thiết bị y tế tại nhà trên kênh Sức Khỏe 60 Giây. Bà con mình cố gắng giữ sức khỏe.